Là bọn mình ra biển. Kiểu nó đẹp khủng khiếp, dã man. Cực kỳ đẹp. Đúng, đẹp như chưa từng thấy cái cảnh nào mà đẹp Oh. như cảnh này. Cosby. Mai nhìn thấy mấy con chim hải âu, tôi đã phát hiện ra một lại chân bắt lý đầu mới. Lại bắt đầu một chân lý mới về mấy con hải âu và nhịp. Mới đầu tớ tưởng là hải âu chỉ biết hải âu chỉ biết bay thôi, nó không biết bơi. Tớ nhìn kỹ lại tớ tưởng nó mấy con mà nó ở dưới biển nó là vịt. Tớ tưởng thế, hóa ra nhìn kỹ lại có vịt gì đâu mà lông trắng rực, khi mà nó bơi xong nó lại bay như hải âu đó kia. Và tớ kiểu nhìn kỹ lại, nhìn kỹ nữa, hải âu biết bơi, hải âu nó bơi, hải âu nó bơi, bơi nó vừa bơi nó vừa bay. Và đặc biệt là nó bơi ngay chỗ đàn vịt. Và thế là tớ đã phát hiện ra một chân lý, lý do hải âu vừa biết bơi vừa biết bay đó chính là hải âu biết bơi giao phối với vịt biết bơi và kết hợp lại nó thành hải âu biết bơi. Bờ biển đấy là kiểu bờ biển đá, có nhiều đá ấy, kiểu nó không như là cát mịn. Lúc mà bọn mình về ấy, thì cái ông chủ nhà, ông ấy tên là tên ông chủ nhà tốt bụng là Aitmurza. Ông ấy kể là thực ra bờ biển đi tắm ấy, kiểu the beach, là nó ở cách xa hơn một tí về hướng này. Nói chung là cứ đi xa bờ biển tắm nó góc những các thứ. Ông bảo là mùa hè đến đây liên lạc với ông ấy sẽ chở miễn phí. Rồi ông ấy sẽ chở ô tô ở cách chỗ đấy là 150 cây. Sẽ có một cái hang động cực kỳ đẹp. À, đá. Bờ biển đấy rất là nhiều đá. Và thế là mình đang đi rất là bình thường, kiểu mình đang nhảy qua đá. Thì tớ nhìn thấy bọn mình thấy được một khúc xương to như thế này. To hơn, to như tớ, thế này. Tớ thấy trước. Cậu thấy trước. Rồi tớ chỉ cho cậu và cậu cầm lên ngay lập tức. Tớ cầm lên để xem đó là xương người hay xương bò hay là xương gì. Tớ đã tìm thấy một thứ. Cậu đầu tiên cậu bảo là xương bò, bây giờ cậu lại nghĩ là xương người. Cuối cùng là xương gì hả Mai? Tớ không biết, cậu đi tàu cậu có thể mang nó. Nhưng mà tớ đi máy bay thì chắc là không thì cỡ. Đấy phải là xương không? Phải. Hay là đá kiểu người ta. Xương mà, có máu này. Fuck. Còn sót lại mấy miếng thịt kìa.
Cô đến của bọn mình ấy là nhìn thấy biển Caspi, chạm vào biển Caspi. Không lạnh lắm. Ngắm mắt trên lặng ở biển Caspi. What did they do? Oh, chance. Cậu nhớ cảm giác mà mặt trời đang bắt đầu lặn. Kiểu nó gọi là đuổi theo mặt trời lặn. Cái cảm giác mà chạy theo lúc mà mặt trời lặn, kiểu mặt trời đang lặn từ từ và bọn mình chạy theo nó. Còn mình kiểu chạy ngang hay kiểu để xuống dưới đồi ấy. Kiểu mình chạy nhanh mà nhưng không mệt gì cả ấy. Kiểu cảm giác nó rất là kiểu bay bổng, không mua được ấy. Cảm giác này khó diễn vô giá. Kiểu ấy cảm giác kiểu như là cậu không cần phải mặc áo như thế. Superman nó kiểu như là khó tả lắm. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this task and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind. Bây giờ sẽ là câu chuyện của tớ đi về. Mình suy nữa thì không nên kịp chuyến tàu về Hamati. Vé của mình nó ghi ở trong vé là 21:50 tàu hỏa sẽ bắt đầu khởi hành từ Uptown Mangkistown đến Amati 2. Đấy là giờ của Amati. Còn giờ của Uptown sẽ khác một tiếng. Có nghĩa là 8:50 là giờ địa phương, giờ ở Uptown tàu nó sẽ bắt đầu đi rồi. Mình phải xin passport, hộ chiếu của cái ông chủ nhà, ông người giữ của bọn mình để lên trên tàu cần mình cái đấy mà. Mình tính thời gian đúng hiểu. Mình lúc mà về là 1:30 trước khi đi, đi 1:30 rồi nhá. Tại vì mình tính là tầm 40 phút là sẽ đến cái ga tàu. Mình vào trong nhà chuẩn bị đồ, xách đồ ra hết rồi. Thế là bắt đầu đi tìm cái ông đấy để lấy lại passport. Tại vì mình cũng nói với ông ấy trước là hôm nay bọn mình về đi, hóa ra ông ấy tưởng là ngày mai. Ông ấy về, ông ấy đưa passport xong rồi kiểu ông ấy chưa biết là mình phải đi ngay lập tức ý. Thì là lại còn trêu nói chuyện, ngồi nói chuyện một tí kiểu mình đã nói mình phải đi rồi. Thì ông bảo là ơ hôm nay đi á? Dạ hôm nay đi ạ. Ông hỏi là mấy giờ đi? Thế là mình bảo là 8:50 là tàu sẽ bắt đầu chạy. Thế là ông ấy nhìn ông bảo ơ thì muộn rồi nhớ, 8:50 là giờ Amati, ở đây là 7:50 cơ. Tức là lằng nhằng mà. Ở nhà ông ấy có nhiều người làm việc ý. Thế là có một cái anh ấy xóa thì cũng bảo là giờ Amati với cả giờ ở đây khác nhau trừ 1 tiếng đi. Giơ vé ra kiểu anh ấy hiểu rồi, nhưng mà ông ấy lại nói giải thích bằng tiếng Kazakh cho anh kia. Thế anh ấy lại không hiểu, anh ấy bảo mình muộn rồi, thôi ngày mai mua vé đi ngủ đi. Thế là bị mất tầm 10 phút nữa của tớ nha. Giải thích cho đưa vé xem. Thế là kiểu ông ấy kiểu ok gọi taxi. 10 phút sau taxi đến nơi gì đấy. Thế là Mai đầu tiên định đi cùng, nhưng mà sau đấy là ông ấy giữ Mai lại, mới bảo là ông ấy sẽ chở Mai đến sân bay cho. Thế là Mai ở lại. Давай, давай. Папе, маме привет передашь. Конечно. Давай.
Mình vào trong taxi, ông taxi kiểu nhìn rất là kiểu ông ấy đầu chọc và béo béo ấy, kiểu không phải béo béo mà kiểu muscular, khỏe khoắn, khỏe khoắn, kiểu tặng người khỏe khoắn là đầu chọc các thứ nữa, kiểu mình nghĩ mình kiểu sẽ đai kiểu kiểu đi nhanh ấy, cùng ông ấy đi kiểu là mình kiểu sốt ruột lúc đấy, là 8:15 rồi mà 8:50 là tàu của mình là nó bắt đầu đi ấy. Là 8:50 mới đấy, là 8:15 mình mới bắt đầu lên trên xe. Hỏi ông ấy là thế từ đây đến ga tàu là mất bao nhiêu phút ạ? Ông ấy kiểu bảo là tầm 40 phút ấy mà. Tàu của cháu chạy lúc 8:50. Chó! Họ mới có chạy nhanh hơn không? Ông ấy có chạy nhanh hơn một tí, nhưng mà tại vì ông ấy nói là ông ấy vừa chạy, ông ấy vừa giải thích là ở trong thành phố nó có gắn camera nên là không vượt quá là tốc độ. Với cả thành phố đấy là kiểu trên đồi mà, nên là nó có mấy cái mà kiểu đi đi thế là cũng không đi nhanh được, thế mà vẫn ở trong thành phố. Giờ ra ngoài đi, ông ấy chỉ đi tới nhìn là 60 km/h thôi. Mình bật Tugis sang một ứng dụng kiểu Google Map ấy, để xem từ chỗ mình đến đấy là mất bao nhiêu phút ấy. Thì kiểu nó đi 15 phút, mình đi nhanh một tí kiểu 14 phút, kiểu mình oh yeah, sớm hơn được 1 phút. Cũng mới lại dừng đèn đỏ, hoặc là lại có người đi bộ xong được. Kiểu ông ấy cũng khó chịu ấy, kiểu ông ấy tại sao lại đèn đỏ muộn rồi. Kiểu ông ấy kiểu đây không phải lỗi của ông ấy đâu nhá. Thế là mình mới nói là đây là lỗi của mình, thì mình gọi muộn quá, nó là phải gọi sớm hơn. Mình ở chỗ ông ấy đi là an toàn nhưng mà nhanh nhất mức mà ông ấy có thể rồi. Ok, bây giờ là 8:45. À, 8:44. Bây giờ chạy thật là nhanh nhớ. Kiểu mình đỡ thế, trước khi ông ấy dừng, ông ấy dừng một cái, mình chạy đóng điện ông ấy. Một xe, chạy. Không đóng xe à? Có. Chạy, chạy rồi kiểu phải qua cái chỗ kiểm soát an ninh đúng không? Để đồ rồi đấy, kiểu đi nhanh luôn. Thế là chạy ra, mình vừa mở cửa thì là có cái tàu ở ngay đây, người ta đang kéo hết thang lên để bắt đầu đi. Kiểu mình chạy ra kiểu Eto poi vào mặt đi. Ông ấy đã vào mặt đi. Mình bảo là ông ấy vào con đi vi át đi. Ở khoang số 9. Ông ấy bảo ok số 9. Ông ấy thổi còi thì ông ở số 9 ngó được sao mà cái gì đấy. Bảo là có người nữa mà. Thế là ông ấy lại thả cái thang xuống. Mình chạy ra đấy, ông ấy bình thường là kiểm soát đấy, người ta phải kiểm soát đấy thôi, mình đang ra luôn. Thế ạ, ông ấy kéo tớ lên luôn. Ông ấy hỏi là ngồi chỗ bao nhiêu. Ngồi chỗ 22. Thế ông ấy, ờ đúng rồi, 22 có người. Thế ra vào đi, thế là mình vào đấy. Không ngờ là lên được tàu, tại vì thực sự ấy, lúc mà tớ ở trong taxi ấy, tớ đang nghĩ là ngày mai mua tàu lại hay là đi về máy bay với cả mai hay là kiểu tớ lại ngồi. Nhưng mà mình may mắn lắm. Không sao, mình may mắn. Mình thực ra kiểu tớ lo nhất là nếu mà tớ kể với mẹ tớ thì mẹ tớ lại lo hơn tớ, nên là tớ lo tại vì mẹ tớ sẽ lo. Cậu lo mẹ cậu, lo cho cậu. Cắt. Đây kiểu tớ chạy ngay lập tức, tớ vừa bước chân vào cái cabin của tớ ấy. Tớ chạy ngay lập tức luôn. Đấy là câu chuyện của Ngọc. Tớ thì tớ lại quay vào phòng và nằm đấy chơi. Chơi một lúc, thế là điện thoại hết pin. Quay sang tìm cục sạc dự phòng, ngó cục sạc đâu rồi. Ngọc đã lấy cục sạc đi. Lúc tìm cục sạc dự phòng thì tớ lại thấy chai nước. Tớ kiểu, rồi lại xong. Ngọc để quên chai nước cho mình. Mình chai nước to như thế này tớ đâu có uống hết được. Và thế là tớ để lại cho. Tại mai đi máy bay không được mắm nước vào sao? Thế là tớ để lại cho ông chủ nhà. Đáng lẽ là 11 giờ tớ mới ra sân bay, nhưng mà tớ lại nhìn nhầm vào cái thời gian của Amati. Tao chậm hơn Amati một tiếng. Mà tớ lại nhìn giờ của Amati, tớ kiểu 11 giờ rồi, thôi đi thôi. Nhưng mà thực ra giờ Acton là mới 10 giờ. Ông ơi đi thôi. Đã mấy chiều. Ông mới nhìn tớ kiểu sao đi sớm thế. Tớ bảo 11 giờ rồi mà. Và tớ đưa ông ấy xem cái đồng hồ giờ Amati. Ông ấy kiểu sao hôm nay thời gian trôi nhanh thế. Đi đến sân bay thì có khá là nhiều đèn.
Bây giờ tớ mới biết là từ nhà ông Mỹ đến chỗ sân bay là à, đến chỗ ga tàu của tớ là 29 thôi. 29. Ừ đúng rồi, từ nhà ông ấy mà đến sân bay là 40 cây. Khi đến sân bay thì ông ấy xuống xe cùng với lại thằng cháu ấy. Ông ấy ôm hôn tớ tạm biệt. Và cái cháu của ông ấy nói là hẹn gặp lại lần sau, bye bye. Tớ hiểu là tớ xách ba lô đi. Đến sân bay lúc đấy là 11 giờ ấp tàu. Tớ cứ ngồi sân bay không máy tính mà. Tháng 6, tháng 2 về bà ấy đi học ngay lập tức. Còn mình thì ở trên tàu 2 ngày 8 tiếng. Cậu có đem dao theo kế bên người không đấy? Tới đây bạn rồi, à, có một chuyện rất là hay nữa. Là lúc mà tớ về ấy, ai em là đợi tớ rồi. Đợi ở đâu? Ở phòng. Cậu biết cái gì không? Mr. Cactus đã có nhà mới. Ai em nó đổi nhà cho Mr. Cactus. Cái Mr. Cactus kiểu nhà của Mr. Cactus là bé bé này thôi. 2 năm rồi chưa được đổi nhà mới. Bây giờ nhà của nó to bằng cái nồi này. Bằng sứ. Rất là đẹp. Tại sao lại mua bằng sứ? Cậu sẽ làm vợ. Nếu mà tao biết ai mua bằng sứ cho cậu là tao đã bảo ai đừng mua. Ai là chu đáo thế. Bạn Nazir kia với cả bạn Akira với các bạn đang chờ tớ ngày sinh nhật đấy, các bạn ấy gửi video tặng tớ cùng có ảnh của tớ và ấy nói là chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Việt. Ngọc chúc tối chúc mừng sinh nhật quá vân chúc tất cha Chắc bạn tốt quá. Вот, короче. Back when we were
đến tiếp theo sẽ là chỗ nào?